con thờ Phật ở nhà không đốt nhang mà con chỉ để nhang điện, đèn điện có được không? Và con thờ người mất bằng nhang, như vậy con có phải thờ Phật bằng nhang hương không thầy? Ý nói là thờ ông bà thì bằng nhang thiệt, mà thờ Phật thì bằng nhang điện, hỏi có được không hay là phải thắp luôn bằng nhang điện? Thưa đại chúng, cái này mình phải hỏi Phật, coi Phật chịu nhang nào. Quý vị thắp nhang cho Phật mà hỏi em sao em biết? Có một cô hỏi thầy ơi, ba con mất cách đây 10 năm, bây giờ mẹ con mới mất, con mong muốn ba mẹ con được gặp nhau, vậy thầy ơi ba mẹ con có gặp nhau không? Pháp Hòa mới nói trời Phật ơi, em đâu có đi rình mà em biết. Bây giờ mình thắp nhang điện phải không? Cái thời đại mà gọi là thời đại điện tử, thời đại điện tử mà đi vô bạc kinh cũng bấm cái nó nhảy cái tích kịch ra, xong rồi đút vô cái rẹt cái cạc cái nó lấy tiền khỏi cần ai hết. Thời đại điện tử rất là hiện đại cho nên thỉnh thoảng cũng hại điện. Quý vị không có nhất thiết phải thắp nhang thật nếu không có hoàn cảnh, vì bệnh duyên, vì hoàn cảnh gia đình mình không cần thắp hương. Bởi vì hương chúng ta thắp ở đây là cái hương vật chất. Còn có một loại hương chúng ta cần thắp, đó là tâm hương. Chí thành tâm hương một nén, đài sen con nguyện hồi đầu, nguyện đức từ bi che chở trên con đường đạo nhiệm màu, nguyện xin chuyên cần tu tập vuông tròn đạo quả về sau. Thử nhất biện hương phi sắc phi không thị chân thị giả, linh linh bất muội liễu liễu thường minh, siêu hồ nhật nguyệt chi quang huy hàm sơn xuyên chi tú lượng tú lệ, tức giới tức định tức huệ phi sắc phi yên. Không hương này không phải do khói do trầm do gỗ do nhang, mà hương này là hương giới, hương định, hương huệ. Mình vì hoàn cảnh không thắp được cái hương thì chúng ta thắp tâm hương. Ở bên Mỹ có những chùa chật quá không có chỗ để làm lễ, mỗi lần Phật Đản Vu Lan phải ra những trường học để mướn chỗ làm lễ, mà cái policy, cái điều kiện của trường học là không được thắp hương. Thì bây giờ rốt cuộc cái lễ Phật Đản Vu Lan kéo nhau tới rần rần chứ không có hương, mà mặc dù vẫn tụng nguyện đem lòng thành kính gửi theo đám mây hương, nhưng mà cuối cùng mình nói sao? Cái hương này là hương tâm hương của mình. Cho nên quý vị đừng có lo, nếu mình vì hoàn cảnh, có nhiều người bệnh suyễn, bệnh allergy, với lại thật sự mà nói bây giờ thắp nhang nhiều không có tốt, cái khói nó độc lắm, mà nhất là nhang càng thơm là nó càng có nhiều hóa chất. Cho nên bây giờ á, mình giữ cái lễ thắp hương thì đại chúng Phật tử thuần thành rồi, đi chùa không cần phải thắp nhang nhiều, ở trên chánh điện ta thắp cây rồi mình cứ lại Phật đi, Phật thấy hết, Phật biết hết, không có mắc chi phải thắp nhiều. Có nhiều người thắp một nắm, hỏi chi vậy, cho nó mau lên trển Phật mới biết. Thắp ít bị khói lên không đủ, thắp thiệt nhiều. Hồi xưa người ta kêu là thiêu hương, tức là đốt cái lò lửa rồi nguyên bó nhang dục vô cho khói nó xông lên, cho mau lên ở trên để ở trên biết. Mình Phật tử thuần thành rồi, thuần là không có tạp, mình nên thắp hương theo như vậy. Xin thầy hoan hỷ chia sẻ, nếu con muốn nhờ người xịt dán nhện trong nhà một năm một lần, biết là làm vậy là mang nghiệp sát nhưng không có cách khác,
Xin Thầy cho con một lời khuyên, con nên làm gì để có thể hóa giải điều này? Trước khi xịt, con cũng có cầu nguyện và xin các vị Bồ Tát giáng nhện dời nhà đi. Này là đúng rồi đó. Mà ở trong này nói là trước khi mà con làm thì con xin mời các vị Bồ Tát giáng nhện dời nhà đi, nhưng không có kết quả. Lý do nào không kết quả là bởi vì mình không có gọi đúng số phone. Người ta bây giờ ta xài iPhone là mình không chịu lấy iPhone mình xài, mình gọi người ta. Thưa đại chúng, khi chúng ta giữ giới, nó có bốn cách để giữ giới: khai, giá, trì, phạm. Khai tức là mở, giá nghĩa là ngăn, trì nghĩa là giữ, làm nghĩa là phạm. Đức Phật dạy chúng ta giữ giới sát sanh, trước hết là đừng giết người hại vật. Đó là cái điều quan trọng nhất, bởi vì mình sống giữa con người với con người. Rồi từ từ mình mới tăng cái cấp độ sát sanh của mình. Nhưng mà nếu chúng ta ở một cái quốc độ, một cái nơi chốn mà bảo vệ sức khỏe của con người, thì đôi khi chúng ta đành có lỗi với con vật nhỏ khác. Nhưng chúng ta làm là bởi vì hoàn cảnh, chứ chúng ta không làm bởi vì chúng ta thích thú, vui thích. Hai cái đó nó khác. Và hơn nữa, vì hoàn cảnh mà cái giới sát phải khai. Rồi khi mà mình xong rồi thì phải giá, tức là phải ngăn. Mà nếu mà mình vẫn cố ý mình làm thì mình phạm. Cũng giống như á, mình nói mình ăn chay, mình không có uống rượu, hay là mình giữ giới không uống rượu. Nhưng mà cư sĩ tại gia thì quý vị ráng làm sao đừng có sáng sỉn chiều sai, tối lai rai mai làm nữa. Còn thí dụ lâu lâu gặp bạn bè, xã giao một hai ly, trong cái xã hội giao tiếp thì cái trường hợp đó du di. Nhưng mình đừng có tập mình thành một cái thói quen ngày nào cũng có bạn. Tại vì hãy ngày nào cũng có bạn thì ngày nào cũng phải uống. Rồi mình nói tại có bạn, người ta không tới mình cũng phone mình mời. Không, trường hợp mình đi tiệc chung vui, mình chia sẻ với người ta một chút theo cái lệ xã giao ở ngoài đời. Nhưng nếu chúng ta tập chúng ta thành ghiền thì chúng ta không thể tự chủ. Thưa đại chúng, cái giới chúng ta giữ là để lợi cho mình chứ không phải lợi cho Phật. Mình giữ được giới nào là lợi cho bản thân mình, lợi cho gia đình mình. Thí dụ mình không hút thuốc thì thứ nhất là mình khỏi tốn tiền, thứ hai là mình mát phổi, thứ ba là vợ khỏi nhăn, còn thứ tư là con khỏi bệnh, người mình khỏi hôi. Đủ thứ lợi hết mà mình không bỏ. Hút thuốc phì phà phải khổ thân, tim gan phèo phổi cháy tiêu dần. Bỏ được nó rồi tim gan mát, khỏi phải tốn tiền được yên thân. Mình giữ giới là lợi cho mình chứ đâu phải lợi cho Phật. Còn vấn đề mình giữ giới, tất cả các cái giới Phật chế ra, không phải Phật chế cho ai bắt buộc gì mình. Nhưng con muốn hết khổ thì đây là những điều con đừng làm. Nhưng mà Phật cũng dễ thương là Phật có mở cho chúng ta khai, giá, trì, phạm. Thưa đại chúng, quý mình chúng ta có làm cái gì đi nữa, Phật không hề bắt tội. Bởi vì Phật đâu phải là người đặt ra cái lễ đó, rồi Phật ngồi đó, Phật rảnh đó. Phật coi ai giữ giới ban phước, ai không phạm thì mà bắt tội, Phật không làm chuyện đó. Nhưng mà Phật là người thấy cái như thật, Phật chỉ mình cái như thật, rồi mình tin cái thật đó, rồi mình tu để mình lợi vậy thôi à. Ví dụ như bây giờ Phật nhìn cái hoa, Phật thấy vô thường, Phật nói cho mình biết hoa này vô thường, hoa kia đẹp nên hoa mau tàn tạ, bướm lịch sinh nên bướm bị ép khô, khuyên ai chớ có mơ hồ, soi gương qua bướm để tô điểm mình. Sáng còn tối mất, nở ra lại tàn,
Đó là sự thật của đời. Phật chỉ nói cho mình biết thôi, mình tin cũng được, không tin cũng không sao. Phật không hề buồn khổ gì hết. Phật là người thấy biết mọi chuyện trên thế gian này như thật, cho nên Phật cho mình biết cái như thật. Vậy thôi. Cho nên ở đây trường hợp mà này đó, sở dĩ mình nói đó, mình chưa nói bằng cái tâm thành của mình và cái lực của mình chưa đủ để chuyển tải cái message tới cho những loài đó. Ráng niệm Phật, trì chú thêm chút nữa, định tâm thêm chút nữa, rồi mình chuyển cái đó, lời nói đó. Còn cái chuyện mà người ta mình đã nói, còn cái chuyện mình bắt buộc mình phải làm những việc gì mình cần làm, thì quý vị cứ làm để bảo vệ cái môi sinh thôi. Chẳng hạn như có một dạo thế giới mình có một vài nơi bị bird flu, người ta giết hàng triệu con gà, hàng triệu con vịt. Mình không thể biểu tình nói tôi là Phật giáo, tôi chống sát sinh, đâu có làm chuyện đó được. Mình không sát sinh để thỏa mãn thôi. Thí dụ như hỏi tôi đâu có thích ăn cá đâu, mà tại tôi đi câu cho vui thôi. Cũng không nên. Trời ơi, cái miệng người ta đang dễ ra lại móc vô câu lên cho vui. Thí dụ như bây giờ lỡ ai gặp mình ta tán cái bóp, hỏi sao thầy ta, ông tán tôi tán cho vui. Đâu có chuyện đó. Mình không có tán cho vui. Nếu mà vì muốn dắt cho người ta đạo lý nhân quả, ta không tin nhân quả, tán ta cái bóp, người ta bị tán cái bóp, người ta tức qua, ta tán mình lại cái bóp này, anh thấy nhân quả chưa? Nếu mà người ta không có tin nhân quả, mình tán người ta vì cho người ta chứng minh cái nhân quả, mình ăn bạc tai nhưng mà ta thấu rõ nhân quả. Quý vị hiểu ý ha? Khai giá trì phạm, đó là bốn cách giữ giới. Này không có được uống rượu. Mà bây giờ nhức mỏi quá, bác sĩ nói là cái bệnh này phải mỗi tối uống muỗng canh hay muỗng cà phê uống cho nó dẫn máu hết nhức mỏi. Đó là khai cho uống. Uống xong rồi hết bệnh rồi, bây giờ giá là ngăn lại. Rồi bây giờ trì, ai mời không uống. Chứ còn nói trời ơi nhức quá, còn nhức quá cho tôi uống. Cái đó gọi là phạm. Con là Phật tử mới quy y nên có nhiều điều chưa biết trong cách tụng kinh niệm Phật hàng ngày, kính mong thầy hướng dẫn. Cái vấn đề tụng kinh đó, niệm Phật hàng ngày đó, là một cái phương tiện, một cái nghi lễ giúp cho Phật tử chúng ta mỗi ngày có cái chỗ, có cái quy hướng để chúng ta đưa tâm mình an định. Cách thức hành trì là tùy theo sức khỏe, thời gian, hoàn cảnh. Nếu sức khỏe quý vị yếu, không thể quỳ lên lại xuống niệm Phật được, không thể ngồi dưới đất tụng kinh, quý vị ngồi ghế tụng kinh. Quý vị không thể tụng kinh nhiều được, tụng 15 phút. Vì mắt mờ không thể tụng kinh thì niệm Phật. Nói chung là về cái hình thức tu tập hàng ngày, phải tùy theo sức khỏe của mình, hoàn cảnh của mình mà chúng ta tu tập. Còn thí dụ như mình lên chùa mình tập tụng kinh, mình về chùa mình tập tụng kinh, chùa tụng giờ đó mình về, có chuông, có mõ, có đại chúng mình tụng theo, để mình biết lúc nào sướng, lúc nào tụng, lúc nào nhanh, lúc nào chậm, mình biết để mai mốt mình hòa nhập. Khi mình tụng kinh á, mình mở quyển kinh ra, mình không thuộc, mình mở quyển kinh ra, mình dò từng chữ, cái đó gọi là đọc kinh. Còn khi nào mình thuộc kinh rồi, người ta bắt lên là mình có thể tụng ào ào, ro ro với người ta, gọi là tụng kinh. Đọc kinh là vì mình không thuộc, phải nhìn vô sách, gọi là đọc kinh. Khi thuộc kinh rồi thì gọi là tụng kinh. Mà tụng kinh thuộc lòng rồi, đại chúng người ta có chuông, có mõ, rồi mình hòa nhập theo cái tiếng tụng đó, gọi là phúng tụng. Phúng tụng, ví dụ ta nói phúng kinh công đức thù thắng hành thì mình hòa theo. Còn thí dụ như giờ thầy chủ lễ thầy lên thầy sướng phạm vương vô thường tôn tam giới vô luân thất, cái đó là chủ lễ sướng. Mình ở dưới này chỉ chắp tay nghe thôi,
mình cũng muốn quảng cáo cho người ta biết mình thuộc. Thầy ổng vừa nói Phạm Vương cái mình vô thượng tôn. Ông thầy chủ lễ ông sướng ở dưới này cũng rù 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 theo vậy. Có không? Mình không có rành đó. Lúc nào tụng là ra tụng, hễ mà thầy chủ lễ sướng là mình biết mình thầy chủ lễ sướng, mình có thuộc cũng đứng im quán theo thôi. Ông thầy mới nói nguyện đem lòng thành kính gửi theo đám mây. Chạy với mình này hương. Ông tới đâu ông hết hơi. Nó gửi theo đám. Cái mình ở dưới này mình nói hương. Bà rủi đồng thầy đó không chịu hương, nó rời theo đám mây nhang. Rồi sao? Cho nên mình vô chùa khi nào thầy chủ lễ thầy sướng, dù bài kinh đó mình có thuộc mình cũng có nói theo để im để thầy sướng, vì cái phần đó phần của thầy. Thí dụ như có chùa tụng chí tâm đành lệ nam mô tận hư không, đó là tụng theo tiếng khánh. Nhưng mà mình phải nhớ là thầy chủ lễ phải bắt bốn chữ đầu mới tới phiên mình. Thí dụ như thầy chủ lễ nói chí tâm đành lệ a thì mình mới vô nam mô. Còn thầy không nói chí, mình vô mình bắt rồi tâm. Ông mới nói chí mà không biết chí mén chí đợt chiều cũng vô bắt. Cho nên thầy chủ lễ phải sướng bốn câu đầu chí tâm đảnh lệ nam mô. Bất cứ bài kinh nào thầy chủ lễ phải, mình phải nhường cho thầy bốn chữ trước. Nó có cái nguyên do là bởi vì á, mình phải nghe để mình biết là thầy đang bắt giọng tụng hay là thầy đang sướng, thầy bắt giọng cao hay thầy bắt giọng thấp. Cũng giống như nhảy dây quơ á, mình phải đợi người ta quơ lên mình mới nhảy vô được. Người ta mới vừa dày mình nhảy vô nó trúng dây mất rồi còn gì. Thành ra tụng kinh giống như là nhảy dây, lúc mà đầu kinh nó giống như là mình nhảy dây vậy đó, đợi sợi dây nó cao lên mình vô vậy nè thì nó mới không có đụng dây. Rồi cho nên khi mình tụng, thí dụ thầy tụng lư hương xa nhiên, mình vô chữ thứ năm pháp giới mong huân. Lỡ nhiều khi bữa đó thầy cũng nói lương, cái đó mình tụng cái nó trật. Thấy không? Cho nên tụng kinh đó là mình phải nhường thầy chủ lễ bốn chữ. Đi vô cái đạo tràng nào mà tụng kinh đó đại chúng im lặng, thầy chủ lễ sướng bốn chữ đầu làm ta biết Phật tử này có học nghi lễ. Còn thầy mới gì nói chí cái bắt đầu nhào vô bắt thì ta biết mình chưa học. Nghe chí cái hàm nó. Rồi bây giờ đó là nó vô kinh nè. Rồi bây giờ tới phần cuối kinh. Thí dụ như Dạ di ni dạ dạ na chi ra ca lệ ta ba ha. Tụng kinh mà lúc xuống giọng nó giống như đáp máy bay vậy đó. Đâu có ai mà đang bay qua đầu râm. Nó bay từ từ xuống thì cũng như vậy. Chí đa ca lệ ta ba cái đầu ha. Tụng vậy thì tự nhiên nó không có âm có điệu gì hết, đã nói là phúng kinh thì đó, chuông mõ khánh linh là những cái nhạc lễ, những cái pháp khí để làm cho cái buổi cái thời kinh mà nó linh động. Quý vị hiểu ý ha. Cho nên nhớ là một mình ở nhà mình tụng khỏi chuông khỏi mỏ sao cũng được hết, đọc tụng gì tùy mình, miễn sao tụng, nhớ tụng kinh đừng quá nhanh, đừng quá nhanh, bởi vì nhanh mình không hiểu kinh nói gì.
Còn mình tụng quá chậm thì buồn ngủ. Thí dụ như mình tụng sám thì mình đừng có tụng: đệ tử chúng con tự vô thể, gây bao tội ác bởi lầm mê, lắm trong sanh từ biết bao lần, nay lên trước đài bổ thượng giác, biển trời bổ đầu đời luôn là. Đâu có ai nghe mình tụng gì đâu. Bởi mình tụng sám mà. Sám là một cái bài kinh văn vần, chữ nghĩa rất hay, ý tứ rất hay. Mình tụng sao cho người ta nghe mà ta thấm. Đệ tử chúng con tự vô thị, gây bao tội ác bởi lầm mê, đắm trong sanh tử đã bao lần. Ta nghe ta thấm cái lời kinh, hiểu ý không? Mình tụng kinh đừng có quá nhanh. Thí dụ tụng Bát Nhã Tâm Kinh đó, đừng có nghĩ mình thuộc rồi tụng nhanh là thế nào cũng trật, bởi vì quá nhanh. Mà nhà lan đàm kinh quan tự tàn tàn nằm băng nhà lâm quân ta chiếm kinh hồn già một sự thiền quả xa lời sang gì không bất gì sang sang tới thì không. Cái đó là quý thầy người ta tụng, quý thầy với nhau không là ta đúng một nhịp đó. Ở chùa quý thầy mà tụng kinh là quý vị nghe vậy đó, tụng mà tụng giống như là quý tụng có chữ nhưng mà nó hơi thôi. Còn mình ở nhà mình chưa quen tụng cho rõ. Quý thầy mà tụng á là ta tụng vậy: Nam mô A Di Đà Phật, dạ tha dạ đàn dạ thà di đi đô ba tê di đi đa nam mô tê di đi đa can đế. Ta tụng có chữ mà ta lướt lướt vậy nè. Còn mình ở nhà mình tập tụng cho rõ ràng. Cho nên thường thường á, tụng kinh á không nên tụng quá nhanh, cũng đừng nên quá chậm, tụng vừa chừng để cho mọi người có thể đi theo được. Thí dụ như á, đại chúng mà lên tụng thời kinh trong chùa cũng vậy, phải quán chiếu cái người tụng kinh với mình là ai. Trời ơi, toàn mấy bà cụ không mà tụng Lăng Nghiêm, mấy bà Lăng Nghiêm dò còn không được nữa, bị gì chạy không kịp chữ đó rồi cứ nghiêng cuốn sách vậy nè. Thành nữ là thay vì tụng Lăng Nghiêm mà hồi Lăng Nghiêm Nam mô Tăng Đa Đà Tô Già Đa Gia Ra Đế Tam Bồ Tát Mô Đà Toán Tát Thập Phật Đà Vô Tri Sắc Như Sa Mô Tát Bồ Đà Bồ Đề Bồ Tát. Tới đâu rồi con? Tới đâu rồi con? Dạ tới đó đó bác, tới đó đó bác. Có không? Tụng kinh là mình phải lựa cái bài kinh nào tụng mà cho đại chúng có thể tụng theo mình. Mà khi quyển kinh phát ra như vậy là tụng như vậy, đừng có tụng cái khác. Tụng cái khác cái người ta ngơ ngác, rồi người ta hỏi ở đâu vậy, ở đâu vậy? Mà rước cái mình làm một cái thời kinh đó, nó không có trang nghiêm, bị gì người ta cứ lo người ta hỏi trang chồm lên, ủa đâu trang mấy. Cái chị kia nói tại tôi thuộc. Cho nên rồi mình làm cái thời kinh nó không có trang. Mà quý vị đã từng thấy cảnh đó chưa? Kinh phát như thế nào phải tụng như vậy, không pha chế. Mình muốn tụng thêm mình phải in thêm cho đầy đủ. Mà mình đã hướng dẫn đại chúng tụng kinh là phải cho đại chúng có hạnh phúc một thời kinh. Người ta để thì giờ một giờ đồng hồ ta lên tụng kinh với mình, mà mình tụng sao mà ta ngồi dưới Nam Mô về Phật. Ai sao con vậy? Ai tụng bậy con tụng theo. Chứ mình tụng kinh là vậy đó. Pháp Hòa nói lại: đọc là mình nhìn vô sách, tụng là mình thuộc. Phúng tụng có âm điệu, mà đã tụng với đại chúng, muốn hướng dẫn cho đại chúng con thời kinh, thì thời kinh của mình tụng cho hay, cho chậm rãi, cho mọi người có thể nghe được. Cho dù tụng thần chú cũng không có gì quá nhanh, tụng vừa chừng cho mọi người tụng theo. Mà làm sao để mọi người hoan hỷ khi sau một thời kinh người ta ra lòng, người ta phơi phới, người ta trộm nay tụng kinh hạnh phúc, kinh hay quá chị, mà ra tới nơi bữa nay tụng gì chị. Em không hiểu tụng gì chứ, nó mất cái công năng của thời kinh rồi. Mình tụng sao mà đại chúng ta ra mà ta hạnh phúc với thời kinh, đó là mình thành công. Như vậy kinh tụng cũng là hoằng pháp. Mình thuyết pháp mình không biết, bây giờ mình mượn kinh ra mình thuyết cho người ta nghe, mà mình tụng không được là uổng đi rồi.
Cho nên bây giờ mình bắt đầu mình dịch kinh ra tiếng Việt. Quý Phật tử nào mới bắt đầu học Phật đó, học kinh tiếng Việt, bây giờ tất cả kinh điển phần lớn là gì đó, dịch ra tiếng Việt rồi. Thí dụ như mình tụng Lư Hương Xạ Nhiệt Pháp Giới Mông Huân, bây giờ dịch lại rồi. Lư hương vừa nhen nhúm, pháp giới đã được xong. Chư Phật trong hải hội đều xa hay, theo chỗ kết mây lành. Rất nhiều cái bản dịch. Hay là cái bản Kim Lư vừa bén chiên đàn, khắp sông pháp giới đạo tràng mười phương. Hiện thành mây báo kiết tường, chư Phật rõ biết ngọn hương chí thiền. Đó, những cái lời kinh bằng tiếng Việt cũng hay như vậy, chứ mình tụng tiếng Việt. Còn nếu vị nào thuộc kinh, cũng hãy thương những người mới bắt đầu tụng. Tụng chậm rãi, tụng vừa chừng cho người ta tụng theo. Và hãy tụng những gì mà người ta có trong tay, để làm cho trang nghiêm cái buổi lễ. Cho nên cái người thỉnh mỏ gọi là duyệt chúng, người thỉnh chuông gọi là duy na. Người thỉnh mỏ gọi là duyệt chúng là bởi vì cái người đó làm cho đại chúng vui vẻ, hoan hỷ khi người ta tụng thời kinh. Cho nên cái người thỉnh mỏ quan trọng lắm á. Tại vì lấy một cái mỏ mà độ nhiều cái mỏ ở dưới. Cho nên là phải làm sao cho đại chúng người ta hoan hỷ, người ta tụng kinh. Cho nên cái người thỉnh mỏ gọi là duyệt chúng. Còn duy na là gì? Là cái người chấp lệnh, là cái người phát ra cái hiệu lệnh ngưng, dừng, sắp sửa hết, lạy lễ, vân vân. Hết giờ chưa? Trồng cho nó hết mà sao nó không hết? Con có xem kinh Phật, thấy trong đó có từ tam muội, nhưng con không hiểu, xin thầy từ bi quan hỷ chỉ giáo cho. Tam là mấy? Muội là gì? Xí muội. Thưa đại chúng, cái chữ tam muội giống như nãy cái chữ mình mới vừa nói đó, là cái chữ phiên âm chứ không phải là dịch nghĩa. Khi chúng ta đọc kinh Phật, thỉnh thoảng chúng ta gặp những từ phiên âm, mà là phiên âm thì không thể dịch. Chẳng hạn như chữ tam muội. Chữ tam muội là phiên âm từ tiếng Phạn là samdi. Samdi mình đọc là tam muội. Còn dịch ra cái nghĩa của chữ tam muội là chánh định, chứ không thể hiểu tam là ba, muội là xí muội. Chẳng hạn như bây giờ thí dụ như mình Australia, mình âm lại là Úc Đại Lợi. Nói Úc là bé, đại là lớn, lợi là có lợi, lớn nhỏ gì có lợi, kêu Úc Đại Lợi. Cái đó không thể dịch như vậy được. Cái chữ Úc Đại Lợi là phiên âm của chữ Australia. Quý hiểu ý vậy? Hai thứ nó phải khác. Phiên âm là khác, mà phiên dịch là khác. Thí dụ như mình dịch là chữ Bồ Đề. Bồ Đề là tiếng phiên âm từ chữ Bu Đi, dịch nghĩa là giác ngộ. Thì chúng ta không thể lấy cái chữ Bồ là lúa, là bồ lúa, không? Không thể dịch như vậy. Giống như mình tức, cho nên mình có rất nhiều những cái từ phiên âm. Thí dụ như Xá Lợi Phất, Mục Kiền Liên, không? Thì những cái chữ như vậy chúng ta không có thể nào. Thí dụ như cái cô Ma Đăng Già. Ma Đăng Già là phiên âm từ tiếng Phạn là Mát Ganh Ta, tên của một cô gái mà chiêu dụ Ngài A Nan, để Ngài A Nan xích nữa là phạm giới. Bây giờ mình không thể nói trời ơi Ma Đăng trẻ tôi còn không ngán, chứ đừng Ma Đăng Già. Chữ Ma Đăng Già là phát âm từ Mát Tanh Ga, phải không?
Matanga là ma đăng già, thì chúng ta không thể hiểu ma thấy cô nào đi chùa kêu ma đăng già. Hỏi tại sao nó có trẻ đâu kêu nó trẻ. Không phải vậy. Thì cái chữ mục kiền liên cũng không thể dịch được. Không thể dịch mục là mắt, không, kiền là chắc, liên là bông sen. Mục kiền liên là ông này có mắt chắc như bông sen. Những cái từ đó không thể dịch. Cho nên có nhiều người á, thí dụ như chữ Vu Lan Bồn là phiên âm từ chữ Ulambana, thì chúng ta không thể dịch Vu Lan là giải cái khổ, bồn là cái chậu. Có nhiều người dịch vậy. Dịch vậy là không ổn, nó không phải cách của Phật giáo. Cho nên mình đọc kinh á, cái nào phiên dịch, cái nào phiên âm, thì cái chữ Tam Muội là phiên âm, dịch nghĩa là chánh định. Bất cứ những cái bài kinh, thỉnh thoảng quý vị sẽ gặp rất nhiều những cái từ ngữ phiên âm như thế. Tại sao? Tại vì tên của người ta thì không thể dịch. Tên người ta, thí dụ như bác kia tên là Đặng Ngọc Liên, mình không thể dịch nói cô này tên là Được Hoa Sen Bằng Ngọc. Tên của cổ là Được Sen Ngọc, bởi vì Đặng là được, Ngọc là ngọc, Liên là bông sen. Người ta Đặng Ngọc Liên, cái dịch nghĩa ghi tên người ta tên là Được Sen Ngọc. Tên của người ta phải để yên như vậy, thấy không? Thì cái đó là nằm trong năm cái cách mà Ngài Huyền Trang khuyên chúng ta không nên dịch. Khi Ngài Huyền Trang đi Ấn Độ về Trung Hoa dịch kinh, thì Ngài có đưa ra năm nguyên tắc không nên dịch. Ở trong đó có một nguyên tắc là tên của người ta không nên dịch. Ở cái xứ Trung Quốc, ở cái xứ Việt Nam không có thì không nên dịch. Chẳng hạn như cái trái một cái loại trái ở bên Ấn Độ, nó chát mà nó chua, ăn nó có công năng trị cái bệnh đau cổ, mà mình không có thì không thể đem cái trái cà na, trái gì vô thế được. Cái phương, cái quốc độ mình không có thì không dịch, mà cũng không lấy trái khác để thế vào. Và đồng thời, tại sao những chữ như Tam Muội này không dịch, thỉnh thoảng không dịch, là bởi vì muốn để nguyên cái chữ để nó có sự linh thiêng của nó. Chẳng hạn như chữ Tam Muội nè, chữ Bát Nhã nè, mình không dịch chữ Bát Nhã, bởi vì Bát Nhã là gì? Bát Nhã là trí tuệ siêu việt. Mà chỉ cần nói tới Bát Nhã là người ta liền hiểu Bát Nhã là một loại trí tuệ không như trí tuệ bình thường của thế gian. Trí tuệ Bát Nhã là phải trí tuệ sắc bén, do tu tập, do quán chiếu mà có, chứ không phải do ai cho mình được. Cho nên chữ Bát Nhã linh thiêng để yên. Đó, đó là những cái nguyên tắc mà Ngài Huyền Trang đưa ra. Khi mà dịch kinh có 5 nguyên tắc. Thần chú là mật ngữ không nên dịch. Giảng giải cho nghe thì được, nhưng mà khi mà đi vào trong trì tụng là để nguyên. Nội cái chữ phiên âm thôi là mình tụng cũng khó rồi. Thí dụ cái bài chú Nam Mô Tâm Mãn Đa Một Đà Nẵm A Bát Ra Đệ Hạ Đa Xá Ta Nẵng Nẵm Đát Điệt Tha Án Khê Khê Hế Khê Hế Hồng Hồng. Bây giờ thí dụ như dịch hãy hư này hư không, này hư không, hãy nuốt hết tất cả tai nạn, này thần lửa hãy đốt hết tai nạn. Không lẽ mình vô mình đọc giấy? Thì bây giờ mình để nguyên cái âm, nhưng mà muốn giảng nghĩa thì mình đi tìm những cái bài chú giải để cho chúng ta hiểu thêm. Thì thôi thì Pháp Hòa nói một câu thêm nhiều thứ để đại chúng có hiểu được. Chẳng hạn như ngày xưa Trung Hoa không có trái nho. Trung Hoa không có trái nho. Rồi người Bồ Đào Nha đó, họ mới mang nho qua Trung Quốc, họ mới làm rượu. Cho nên mình gọi là Bồ Đào Tử. Bồ Đào Tử tức là rượu nho. Mà trái nho thì kêu là Bồ Đào. Trái ở nước Bồ Đào đem qua, cho nên gọi nho là Bồ Đào. Mà sau này các nhà thơ của Trung Hoa mới làm những cái bài thơ mà có những cái danh từ đó. Ví dụ cái bài Bồ Đào Mỹ Tử Dạ Quang Bôi. Bồ Đào Mỹ Tử tức là rượu nho rất là ngon, rót ở trong cái ly Dạ Quang uống là nó ngon dữ nữa. Bồ Đào Mỹ Tử Dạ Quang Bôi, dục ẩm tỳ bà bả thượng thôi, muốn uống nữa nhưng mà bị người ta thúc giục lên ngựa để đi chinh chiến.
túy ngõa xa trường quân mạc tiếu. Tôi sai tôi nằm lăn ra đó, anh đừng có cười tôi. Cổ lai chinh chiến kỷ nhân hồi, xưa nay chinh chiến được mấy người trở lại. Kính bạch thầy, con được biết Phật pháp sư minh do tăng già hoằng hóa, thiền môn hưng thịnh do đàn Việt phát tâm. Vậy thì hôm nay con được nhân duyên gặp được thầy tại Sydney, con kính mong thầy hoan hỷ chỉ cho hàng Phật tử chúng con hộ pháp, hộ như thế nào cho Phật pháp được trường tồn, và hộ pháp như thế nào đúng với chánh pháp. Cái tâm nguyện hộ pháp á, là cái tâm nguyện của tất cả chúng ta. Nhưng mà trước khi chúng ta hộ pháp, chúng ta hãy để pháp hộ mình. Bởi vì nếu chúng ta có pháp hộ cho mình rồi thì mình đi hộ pháp không tạo nghiệp. Cho nên trước khi hộ pháp phải để pháp hộ cho mình, nghĩa là chúng ta phải thấm nhập Phật pháp. Chúng ta phải, trước khi chúng ta làm Phật sự, chúng ta phải có Phật tâm, chúng ta phải có Phật trí, chúng ta nương nhờ Phật lực để chúng ta làm Phật sự. Nếu không thì chúng ta làm ma sự. Bởi vì chúng ta làm Phật sự mà chúng ta không đem tâm Phật ra chúng ta dùng, chúng ta không có nương nhờ Phật lực mà chúng ta nhờ vào cái thế lực là không được. Ở đời á, người ta giàu có, người ta có thế lực. Còn mình tu giàu có với ai? Mình tu mình lấn lướt ai? Tất cả là Phật tử để làm đạo mà. Cho nên nhờ Phật lực. Mà khi mà có Phật lực rồi thì tự nhiên sao? Mình biết nhịn nhường, mình biết trên dưới, mình biết phải quấy. Mà mình thậm chí mình biết nuốt cái bản ngã mình vô. Không phải vì mình thua mà để chúng ta thêm một bài học. Mình nuốt cái ngã mình không phải để người ta nói mình thua, mà nuốt cái ngã vô để biết rằng mình cần thêm một bài học. Mà mỗi một lần mình qua được là bài học nó lớn. Cho nên hộ là hộ trì, hộ pháp là làm cho pháp được xương minh. Nhưng mà trước khi mình hộ pháp thì phải để cho pháp hộ mình. Cũng giống như quý vị lên trên máy bay, trước khi bay người ta hướng dẫn cho mình, nếu lỡ máy bay xảy ra sự cố, ở trên nóc của máy bay sẽ rớt xuống cái mặt nạ để mình thở. Quý vị phải tự ụp vô cho mình thở trước khi mình mang cho người kế bên. Cũng như vậy, trước khi mình làm việc gì thì chúng ta cần phải được cái việc đó rồi thì chúng ta làm thì nó mới hữu ích. Cho nên á, cái ý nguyện hộ pháp rất tốt, nhưng chúng ta không thể không học Phật pháp trước khi chúng ta hộ pháp. Bởi vì chúng ta sẽ biết chúng ta cần phải hộ như thế nào. Như trong này mới nói hộ như thế nào cho đúng. Thí dụ nè, cái người ta mới phát tâm tu, cái đó gọi là Bồ Tát sơ phát tâm. Mà chúng ta là những người Bồ Tát phát tâm rồi, thâm niên rồi, thì chúng ta phải nhẹ nhàng, phải cẩn thận, đừng để những người đó thối tâm. Bởi vì cái người mới phát tâm gọi là sơ tâm, nhìn những hình ảnh không dễ thương của những người tu lâu á, người ta thối tâm. Cho nên có những người bây giờ người ta buồn, người ta giận, người ta không tu hành, người ta không biết gì nữa, người ta hầu như ta phỉ báng nữa, là bởi vì người ta đã lỡ thấy những cái điều mà người ta không cần phải thấy. Cho nên thưa đại chúng, Pháp Hòa Thường nói như thế này: cuộc đời của chúng ta nó nhiều cái xấu rồi, chúng ta không cần phải làm thêm cái xấu hay là rêu rao thêm cái xấu. Cái tâm địa của chúng ta nó đã huân tập nhiều cái phiền não rồi thì không có nên đi rêu rao thêm những phiền não nếu ai người ta chưa biết. Bởi vì sao? Bởi vì tất cả các pháp nó chỉ là hữu vi thôi mà. Pháp thật nó cũng giả,
nó tạm, thì bây giờ cái pháp xấu nó cũng tạm. Thì bây giờ cái người đó người ta chưa hiểu, người ta chưa biết, người ta mới làm cái điều sai. Mà mình cứ nói thì người ta đâu có cơ hội người ta phục thiện. Cho nên mình đừng có nói. Cái gì mình thấy mình nói được điều lành, điều thiện cho ai, mình nói, không thì thôi. Xin con biết im lặng, không nói lỗi của người, chỉ lặng lẽ dùng lời cầu cho người hết lỗi. Đến cửa chùa rồi, mời bạn mỉm cười, lặng nhìn bớt nói. Ở đời này người ta cần mình nhìn để cảm thông nhiều hơn là nói. Ví dụ hôm nào một người nào mà trúng gió, mình bu tới mỗi người một câu, làm cho cái người mà người ta chữa bệnh, người ta cũng biết phải làm gì nữa. Bởi áo được không được, làm kiểu này không được, được làm kiểu này. Đó, thành một cái ví dụ vậy thôi. Một cái bàn, một cái ghế mà muốn bày ra là người này nghĩ, người kia nghĩ. Thì thôi bây giờ thử, bây giờ 5 người nói, thôi giờ thử 4 người im, cái con người nói. Rồi nói xong rồi giờ mình góp ý. Cho nên người ta mới nói đó, người ta chỉ cần 3 năm để học nói, nhưng cần suốt đời để học nghe. Mình 3 năm là mình đã biết nói rồi, nhưng mà cái khả năng lắng nghe mình ít quá. Ở đây Pháp Hòa chỉ muốn nhắc một chuyện nhỏ thôi. Tất cả chúng ta đều là Phật tử, Phật tử xuất gia, Phật tử tại gia. Chúng ta phải nỗ lực học Phật, ghi nhớ lời Phật, hành những gì Phật dạy. Biết mình chưa làm nhiều, nhưng nếu mình không làm thì không có gì có kết quả. Làm ít được ít, không làm không được. Ăn một cái bánh, no một cái bánh. Ăn hai cái bánh, no hai cái bánh. Không ăn thì không no. Thế thì thôi bây giờ mình muốn hộ pháp, trước hết phải để pháp hộ mình. Muốn làm Phật sự, trước hết phải phát tâm. Lấy tâm Phật làm tâm mình, lấy lời Phật làm lời mình, lấy ý Phật làm ý mình. Phật tâm mà có thì Phật sự mới viên thành. Còn nếu mà chúng ta làm Phật sự mà không dụng Phật tâm thì hai cái nó không tương đồng. Quý vị thấy ở ngoài đời mà vợ chồng còn đi kiếm cái người gọi là xứng đôi vừa lứa mà, hay là môn đăng hộ đối mà, thì mình cũng phải làm việc gì tâm mình phải tương ưng thì nó mới được. Cho nên mình, nếu mình làm việc Phật Pháp, tâm Phật Pháp phải có. Còn nếu không thì càng làm thì mình càng gây ra cái lỗi do cái nghiệp của mình. Cho nên làm thì cũng có phước, nhưng mà bên cạnh đó thiếu cái đức. Phước thì có mà đức thì giảm. Cho nên hai cái nó phải tương đồng, phước đức nó phải đi đôi. Ví dụ như nè, cho người ta cuốn tập là phước, nhưng mà cái cách để xuống hay là cách đưa cho người ta mà để người ta cảm nhận được cái tình thương của mình là cái đức. Còn mình làm sao mà ta nhận cuốn tập mà người ta buồn, người ta tủi cái phận nghèo của người ta, phải van xin mình, thí dụ vậy. Cho nên mình cũng được cái phước vậy, nhưng mà cái đức mình nó giảm. Cho nên á, mình bỏ vô trong cái thùng cúng dường á, là tiền đó là phước. Còn cái cách mình bỏ vô làm sao gọi là đức. Cho nên người ta gọi cái thùng đó là thùng phước xương. Xương là thùng, thùng đó là thùng phước. Tùy tâm mình hoan hỷ bỏ nhiêu cũng được. Người khác thấy bỏ, người ta không có, người ta hoan hỷ theo cũng tốt. Ai cũng có phước hết. Cho nên đại chúng rõ hai chữ phước và đức. Phước là vật chất mình cho, công việc mình làm cho người. Nhưng cái cách mình hành xử, cái cách mình đưa trao cho người ta như thế nào để nó sanh cái đức. Vậy được ha. Thưa Thầy, con đã lỡ làm tổn thương cái tôi của chồng, con không biết làm sao. Xin Thầy hoan hỷ chỉ vẽ cho con cách để giúp con chữa vết thương đó. Cái này là cái tâm tốt. Nếu mà mình làm tổn thương một người thân của mình mà mình biết được, mà mình muốn phục thiện, đó là cái tâm tốt rồi đó. Cái đó là có khởi tâm.
trong trong những cái tâm thiện, mà cái tâm tàm quý là tốt, cái tâm ăn năn là tốt. Nhưng mình sống chung với người thân của mình phải hiểu. Nhiều khi á, mình không có dám nói nhiều, cái cử chỉ của mình nó cũng biểu lộ được cái cách là mình đã ăn năn hối hận. Cho nên một cái đóa hoa cũng thay cho lời xin lỗi được mà. Bây giờ nó có cái hay lắm, xin lỗi không có cần nói gì hết đó. Hai người lên chat. Hai người lên chat cho là: thưa đại chúng là thôi thì bây giờ cô biết được như vậy thì tốt rồi, cô tìm cách cô lo như thế nào để cho chú hiểu được tâm cô có cái chiều hướng phục thiện. Thật sự ra đó, có nhiều khi mình ngại ngùng, mình không có nói, hoặc là mình không biết nói như thế nào, thì mình hành động. Tu có ba chỗ mà, tu thân, tu khẩu, tu ý. Phục thiện cũng ba cách. Phục thiện bằng cái khẩu, lời nói. Mình viết thơ xin lỗi à, hay là mình viết. Mình thậm chí nhiều khi cái người đó mình không có thể nói chuyện được, mình có thể viết một lá thơ. Viết những cái một lá thơ, mình bày tỏ những cái tâm tình của mình được hết á. Chỉ cần mình có cái thiện chí là mình sẽ làm được. Có một cái gia đình đó, người con giận người mẹ, không nhìn mặt, thậm chí không cho cháu tới thăm mẹ. Ba mẹ tới nhà thăm cũng không cho. Thì có một hôm Pháp Hòa bày, Pháp Hòa nói bây giờ viết thư, viết một lá thư bày tỏ những tâm tình mẹ con. Mà tại sao mình phải viết? Tại vì khi mình viết đó, mình có cơ hội mình chỉnh đốn lời văn, và mình chỉnh đốn những cái tư tưởng của mình. Mới đầu có thể mình viết những cái lời rất khó nghe, nhưng mà sau đó mình đọc trở lại, mình thấy cái lời này nặng quá, mình chỉnh cái lời văn lại, sửa cái lời văn lại. Sau khi mà viết cái lá thơ đó xong, đem lên để bàn Phật, lại Phật ba lại: xin Đức Quán Âm soi sáng cho con, soi tâm của con, để mẹ con chúng con có thể ngồi lại được với nhau. Sau khi lá thơ đó viết rồi, tuần sau mẹ con ngồi lại ăn cơm như thường. Cho nên thưa đại chúng, trong cuộc sống của mình có đôi khi có những cái phiền não, những cái đau khổ mình nói ra không được, mình có thể viết ra giấy. Mình viết ra giấy để mình có thể mình nhẹ nhàng, và mình có cơ hội mình chỉnh lại. Đồng thời cái cách ứng xử của mình trong đời sống hàng ngày nó cũng biểu lộ được cái sự ăn năn của mình. Xin Thầy giảng về sự khác biệt giữa tu phước và tu huệ. Theo cái nghĩa thông thường á, tu phước á nghĩa là mình bố thí, làm lành. Tu huệ á là mình nghiên cứu học Phật. Tu phước tu huệ phải không? Rồi, bây giờ Pháp Hòa làm chỉ cho đại chúng làm sao mình phước huệ sống tốt. Mình có con mắt thấy đường có phước không? Nhưng mà nếu mình có cái phước này rồi, mình có luôn cái tuệ biết suy nghĩ là có con mắt để dùng, thì hãy nên dùng con mắt cho chính đáng. Đó là tu huệ. Mà huệ sử dụng được phước thì phước càng tăng. Mình có chiếc xe đi chùa là có phước phải không? Nhưng mình trên đường mình đi, mình tấp vô, mình chở thêm một hai bác nữa. Thứ nhất là mình đi một mình cũng hao xăng, cũng tới chỗ đó. Mình tấp vô mình chở thêm vài bác nữa, có phước mà có huệ. Có huệ mới nhận ra là mình có phước, có xe và có người cần chở. Sao mình không chở đi tới chùa luôn, không hao xăng mà bước giúp cho người đi chùa. Vậy thì gọi là phước huệ sống tốt. Mình có cái thân này 20 năm trước làm sai, bây giờ ăn năn hối hận thì không phải là giết cái thân này tự vận để rồi gọi là chuộc tội. Thân này ngày xưa làm sai thì hãy dụng cái thân này cho nó đúng từ nay về sau. Thế gọi là tu huệ. Huệ là gì? Là trí tuệ, là nhận biết là mình có phước. Mình ở xứ này có phước không?
mình được lãnh tiền già, mình được lãnh tiền hưu, mình ăn sung sướng vân vân, biết có phước rồi, hãy tạo phước hơn nữa bằng cách vận dụng trí tuệ. Có phước không hưởng hết, hữu phước bất khả hưởng tận, hưởng tận sanh bần cùng. Nếu mình có phước mà mình đem cái phước này trang rãi cho người khác, phước bất tận, phước bất tận. Còn mình có phước mà mình cứ hưởng một mình thì mai mốt mình không có hưởng, tại vì đâu có ai chia sẻ với mình. Cho nên nếu chúng ta có cái tuệ, nhờ đâu có tuệ? Nhờ học Phật. Nhờ học Phật, nghe Phật giảng. Ngờ nghe Phật giảng, Phật nói nè, mắt, tai, mũi, miệng, thân, ý mình quý lắm. Thay vì mình thấy nguýt liếc ngó người ta, mình nghe ngóng chuyện người ta, mình dèm pha chuyện người ta, mình khiều móc chuyện người ta, thì bây giờ dùng con mắt, cái miệng, cái tai mình chuyển nghiệp. Tu là chuyển nghiệp. Hồi xưa cái miệng này nói tùm lum tà la, bây giờ tụng tùm lum tà la, tụng kinh. Tụng kinh. Hồi xưa mình nói tùm lum tà la, mà bây giờ mình không để cho miệng mình tùm lum tà la, mà đưa miệng mình về Ta Bà Ha. Bởi vì Ta Bà Ha có sáu nghĩa. Ta Bà Ha có sáu nghĩa: kiết tường, tịch lạc, như ý, viên mãn. Mình có cái miệng nè, mà nếu miệng này mà biết sử dụng là miệng này toát ra sự kiết tường à. Mình có cái miệng này mà nói lời đàng hoàng là viên mãn à. Mình có cái miệng này mà nói lời chân thật là đem tới sự tĩnh lặng cho mình, cho người à. Cho nên tụng kinh nào cũng có Ta Bà Ha hết. Ta Bà Ha có sáu nghĩa. Như vậy thì phước và huệ tuy hai nhưng mà là một. Ăn thua chúng ta biết sử dụng. Thí dụ bây giờ mình còn khỏe, đừng có phí. Trời đất ơi, thời giờ mà dư thiệt là dư, mà không làm gì hết trơn, tối ngày cứ chơi game hoài. Rồi mình ở nhà mình dọn dẹp, mình chăm sóc con này, con cái đó, nó còn nhỏ đó, 14, 15 tuổi là nó hết muốn theo mình rồi. Tại sao mình không biết lợi dụng cơ hội nó còn nhỏ, nó chịu theo mình chơi với con. Mai mốt mà nó 14, 15 tuổi, mình muốn nó theo, nó có đời nào nó theo đâu. Nó muốn ở nhà mình à, nó muốn đi theo bạn nó thôi. Cho nên mình có phước, có con, có thời giờ, có con, thì phải nên dành thời giờ đó cho con, hơn là sau này muốn mà không được. Còn cái quán cà phê mình không ngồi cũng có người khác ngồi, ra ngoài đó ngồi chi. Đó, thành thử là nó là như vậy. Cho nên phước là mình có chứ không phải là không. Rồi bây giờ Pháp Hòa nói ví dụ, mình lớn tuổi, hồi nhỏ hồi trẻ mình nấu ăn được, bây giờ lớn tuổi già về chùa không làm gì được. Còn có phước đi về chùa được, ngồi trên chánh điện, không quét nhà, lau nhà, làm gì được hết, niệm Phật. Biết vận dụng thời gian, sức khỏe, tuổi già còn lại niệm Phật. Mà niệm Phật như vậy để cho người trẻ người ta thấy, trời ơi, già như bác mà còn tu, trẻ như mình không tu thì uổng quá. Rồi trẻ mà tu để cho người già nhìn, trời ơi, trẻ như cháu mà tu, già như bác không tu thì tội quá. Hai cái tu hết. Vậy thì quý vị hiểu thế nào là tu phước tu huệ ha? Phước huệ song tu. Hết giờ nhớ kêu nha. Mình ăn lương giờ mà. Xin Thầy cho con hiểu câu Nam Mô Hương Vân Cái Bồ Tát có nghĩa ra sao? Thưa đại chúng, ở trong Phật giáo Đại Thừa, chúng ta có cái nhìn rộng, tất cả những gì chúng ta làm đều là hành động của Bồ Tát hết. Chữ Hương Vân Cái có nghĩa là mình cầu nguyện, mình ước mong cái cây hương mà chúng ta thắp lên từ cái tâm thành của mình, bây giờ cái đám hương này sẽ trở thành ra một cái bảo cái, cái lọng tre để dân Phật Bồ Tát. Như vậy thì không có một Bồ Tát tên là Hương Vân Cái,
Nhưng mà hoặc là có Bồ Tát tên Hương Văn Cái thì có nghĩa là những khói hương, bây giờ khói mây, mây thơm bây giờ trở thành ra những cái bảo cái linh động che chở. Thí dụ như mình nói Nam Mô Thanh Lương Địa, tức là mình cầu nguyện cho mảnh đất này nó trở nên thanh lương, thì thanh lương là Bồ Tát. Như vậy thì tất cả những gì chúng ta làm đều trở nên Bồ Tát hết. Hương khói chúng ta dâng lên cũng trở thành ra Bồ Tát. Chữ cái này là không phải cái với đực, cái này là cái lọng bảo cái để mà che, cái đồ che mà quý báu thơm đẹp, cho nên gọi là hương vân. Bây giờ mình có một vị ở trong chùa mình, mà vị này lúc nào tới chùa cũng đi vô cái chỗ lấy rác, đổ rác tối ngày, lo quét dọn. Nam Mô Bồ Tát Thường Đổ Rác. Có một người đứng rửa chén thì Nam Mô Thường Rửa Chén Bồ Tát. Không, Nam Mô Cho Quá Giang Bồ Tát. Tất cả những gì chúng ta làm bằng từ cái tâm thiện lành thì hành động đó đều trở nên sức mạnh của Bồ Tát hết. Được không? Bạch Thầy, Thầy có thu những băng giảng tiếng Anh để chúng con có thể cho các cháu lớn lên ở Úc được nghe Thầy giảng cho thấu đáo. Thứ hai, khi con tụng kinh thì thuộc lòng nhưng con không hiểu thấu đáo, như vậy con có nên tụng những lời kinh mà con chưa hiểu hết? Nếu quý vị muốn tìm băng giảng tiếng Anh thì quý vị có thể đi vào ba chỗ. Một là cái website của chùa Trúc Lâm ở bên Canada, www.truclam.ca, tức là ca đó, thay vì cá thì mình là ca, bị mình con của Phật Thích Ca, truclam.ca, tức là ca. Quý vị nào có Facebook thì có thể tìm Thầy Pháp Hòa English Dhamma Talk. Quý vị có thể vào YouTube bấm Thầy Pháp Hòa English, nó cũng lên. Còn về vấn đề tụng kinh mà không thuộc, không hiểu, có nên tụng không? Vẫn phải tụng. Tại sao? Tuy chúng ta không hiểu, vì chúng ta chưa có cơ hội học hiểu, nhưng chúng ta biết đây là những lời lành thiện giúp chúng ta tẩy phiền não. Bởi vì chữ kinh nó có 5 nghĩa. Trong đó có một nghĩa là tuyền dũng. Tuyền dũng nghĩa là dòng suối mạnh có thể tẩy trừ phiền não ra khỏi những cái, giống như cái dòng suối nước mạnh nó tẩy những cái rác mà nó còn dính ở trong những cái kẹt, những cái gốc. Thì kinh điển của Phật, lời lành của Phật cũng có công năng tẩy trừ những phiền não ra khỏi. Kinh Phật còn có một cái tên là thằng mặt, như một sợi dây cho chúng ta đo mực thước. Kinh Phật còn có nghĩa là kết mang. Từng lời, từng chữ chúng ta hiểu một chút, chúng ta gom lại, tự nhiên chúng ta kết thành một tràng hoa để chúng ta trang nghiêm mình. Kinh có 5 nghĩa. Giờ Pháp Hòa nói 3 nghĩa đó. Nói nữa quên. Bị gì học kinh không thuộc nè. Thưa đại chúng, nhưng mà có giải phải không? Mình tìm những cái bản giải. Bây giờ Pháp Hòa ví dụ nè. Khi con nhỏ nhỏ của mình nó lớn lên, mình dạy cho nó đọc một bài: Công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra. Dạy nó thuộc cái bài thơ đó, mà nó nhỏ nó hiểu không? Nhưng mà mình dạy nó thuộc không? Tại sao mình phải dạy nó thuộc? Là mình biết cái lời này sao? Lời lành. Tuy rằng nó chưa hiểu nhưng mà đây là lời lành thì cứ dạy nó thuộc. Rồi, hay vì nó không nói lời lành mà bây giờ miệng nó nói lời lành, nó nghiêu ngao lời lành. Ở chùa Pháp Hòa có mấy chú tiểu,
Mỗi lần mấy chú lên làm lễ với quý thầy á, thì quý thầy hay có những cái câu nói. Ví dụ như Phật tử thọ giới, quý thầy hỏi đây là giới thứ nhất quý vị có thể giữ được không, cái Phật tử nói mô Phật giữ được, cái thì hòa thượng truyền giới mới nói tốt lắm tốt lắm. Cái con chú nghe vậy chú học, bữa đó chú đang rửa chén, cái sư huynh chú đệ của chú úp cái chén tốt, cái chú nói tốt lắm tốt lắm. Quý vị thấy không? Rồi bây giờ nè, nó không hiểu mà mình cứ nói riết nó huân nè. Có cái cô đó, cổ mắng đứa con gái cổ, con quỷ cái. Mày ngồi đây mày ăn đàng hoàng không? Mà cứ mỗi lần nó hư là cứ con quỷ cái. Cái bữa nọ cổ đang bưng gì cổ làm đổ, cái nó nói má con quỷ cái. Nó đâu có hiểu con quỷ cái là gì, nhưng mà hàng ngày nó nghe cái đó. Mà nó nghe cái đó thì nó vô trong cái tàng thức nó cái đó. Cho nên mình mới thấy rõ ràng tất cả chúng ta lớn nhỏ không cần biết, mà mình gần cái gì mình nhiễm cái đó. Như nãy hồi đầu Pháp Hòa có thưa, mình gần đâu mình nhiễm đó. Cho nên bây giờ quý vị chưa thuộc kinh, nhưng mà quý chưa có hiểu kinh, nhưng mà nếu mình có thuộc được những lời kinh đó và tiếp tục đọc những lời kinh đó, chắc chắn ít nhiều sẽ giúp cho mình. Pháp Hòa ví dụ, có những bài quý vị thuộc nhưng mà quý vị chưa hiểu hết ý. Nhưng mà mình biết, mình thuộc, rồi mai chiều mốt nọ mình ứng dụng được cái bài kinh đó. Cho nên quý vị cứ học kinh không có sao hết. Trời ơi, mình chửi lộn mà mình còn học thuộc lòng. Này nhé, banh lỗ tai, banh lỗ nhĩ ra mà nghe bà chửi nhé. Con gà của bà ở nhà là con hu, con lờn. Chúng mày lấy về thì con thành con cáo, con chiều hâu, nó mổ cha mổ ông chúng mày. Chửi người ta mà còn thuộc bài bản vậy, mà mắc gì kinh không thuộc. Cho nên thuộc kinh không có lỗ lã gì hết. Thuộc kinh lợi lắm. Rồi bây giờ thí dụ như mình có thuộc kinh, mai chiều mốt nọ mình có mất đi, Người ban hộ niệm có tới hộ niệm cho mình, người ta tụng lên tâm mình giao liền. Thí dụ người ta tụng cái bài sám nhất tâm, một lòng mỏi mệt không nài, cầu về cực lạc ngồi đài liên hoa. Tại thường ngày mình tụng cái đó, cho nên ta vừa nói một lòng mỏi mệt không nài thì cái tâm mình nó giao ra liền, phải không? Còn nếu mà mình không có tụng, mình không thuộc thì người ta tụng cái mình ngồi nói what are you talking about. Tâm mình không có giao. Cho nên mình phải giao chứ đừng có chờ người ta tới người ta tụng cho mình. Thôi bây giờ cái này mình để lại, ngày mai nói tiếp. Phim dài tập á, phải hết ngay lúc hấp dẫn vậy đó ta mới coi nữa. Mời đại chúng ta hồi hướng. Quý vị cứ ngồi tại chỗ hồi hướng nha. Nguyện đem công đức này để tử và chúng sanh đều trở thành Phật đạo.